Sau gần 20 ngày ở yên trong nhà, từ ngày mai ngày 5 tháng 9, thành phố Đà Nẵng chuyển sang trạng thái cách ly xã hội cao hơn chỉ thị số 16. Một trong những vấn đề mà người dân quan tâm hiện nay là thành phố có phương án gì để cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân. Và để hiểu rõ hơn, mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Theo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, các công ty thương mại đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi được yêu cầu tăng cường nhập hàng về và việc cung ứng thực phẩm chủ yếu thông qua tổ dân phố, shipper. Đối với chợ truyền thống, trước mắt chưa mở thêm các chợ. Thay vào đó, 18 chợ truyền thống đang hoạt động sẽ tăng cường thêm nguồn cung hàng hóa để phục vụ người dân. Người dân vùng xanh được đi chợ mua hàng trực tiếp với tần suất 5 ngày một lần, nhưng chỉ được đi chợ trong khu vực vùng xanh của mình. Còn ở vùng vàng và vùng đỏ sẽ tiếp tục mô hình tổ cung ứng dân phố đi chợ thay cho người dân. Sau ngày 5 tháng 9 thì những cái hộ dân ở trong vùng xanh thì được phép đi chợ 5 ngày một lần theo thẻ đi chợ do Ủy ban nhân phường cung cấp. Thì đối với hệ thống cung ứng thì cùng với các siêu thị, trung tâm thương mại, công ty thương mại đầu mối thì Sở Công Thương cũng đã đề nghị các đơn vị này tăng cường các nguồn hàng cung ứng cho người dân cùng với lại các điểm bán hàng lưu động và cùng với các chợ truyền thống cũng tăng cường các mặt hàng thiết yếu để phục vụ người dân trong thời gian đấy. Cần lưu ý thêm là mỗi hộ gia đình ở vùng xanh chỉ được cử một người đi chợ và phải có giấy đi chợ QR code do địa phương cấp. Các nhà hàng, cửa hàng, quán ăn được bán hàng mang về, không được phục vụ tại chỗ. Và theo quy định, các chợ sẽ bố trí một số lượng tiểu thương nhất định và chỉ bán những mặt hàng thiết yếu, thực hiện nghiêm việc giãn cách và tuân thủ 5K. Tiếp tục để thực hiện cái chủ trương ngày nới lỏng trong ngày mai á, thì ban quản lý các kế hoạch là sẽ tăng cường thêm á, gấp đôi cái số lượng hộ kinh doanh. Bây giờ là khoảng cỡ là lây khoảng cỡ là 18 đến 20 hộ. Trong ngày nay là sẽ triển khai á, là hộ kinh doanh để mà xin cấp giấy đi đường. Cái thứ hai á, là làm các màn trắng để cho cái hộ kinh doanh và nó đảm bảo công tác phòng chống dịch. Cái thứ ba là đề nghị là người ta là nhập hàng về để mà phong phú hơn và đa dạng hơn để phục vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế trong công tác phòng chống dịch, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định cho phép cảng cá Thọ Quang hoạt động trở lại, mở thêm các dây chuyền mổ tại lò mổ Đà Sơn theo phương án của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi đáp ứng đủ các điều kiện. Đồng thời kiến nghị các ngành chức năng quan tâm hỗ trợ để các phương tiện vận chuyển, người giao hàng, nhân viên làm việc tại các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, doanh nghiệp phân phối lớn được hoạt động với năng lực cung ứng hiện có.